chào cô ạ. Cô ơi, cô có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Cô là cô Hợp. Dạ, địa chỉ nhà cô là ở 760 đường Bạch Đằng, quận Hai Bà, Hà Nội. Cháu thấy cô đã mua xe ở đây cũng khá là lâu rồi. Cô có cảm nghĩ gì về cửa hàng của bên cháu không ạ? Bên cạnh đấy thì cô có những cái góp ý gì về với bọn cháu để bên cháu rút kinh nghiệm không ạ? Cô cảm ơn cháu, tức là cô mua xe của cửa hàng Lan Anh này từ năm 2013. Thì trong quá trình từ năm đấy cho đến bây giờ thì cũng được gần 6 năm rồi. Thì có những khi mà xe của cô mà có những cái vấn đề trục trặc nhỏ thì cô cũng thường mang vào cửa hàng nhà mình để cô bảo dưỡng và bảo hành. Các bạn kỹ thuật viên ở cửa hàng nhà mình thì cũng rất là tận tình chu đáo. Nói chung là cái gì mà cô cần phải thay thì cũng các bạn cũng cho những cái hóa đơn có chỉ số tiền nong rất là cụ thể, vừa mua vừa bán. Thì thái độ tiếp đón khách hàng của các bạn đấy thì cũng rất là nhiệt tình. Cô cảm thấy cô cũng rất là hài lòng và tin tưởng với cửa hàng Lan Anh. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Cháu cảm ơn cô đã tham gia vào phỏng vấn nhỏ này của bọn cháu. Bên cháu sẽ rút thật nhiều kinh nghiệm hơn trong những lần mà chăm sóc khách hàng tiếp theo để những khách hàng như cô có thể an tâm mua xe của bên cháu và tin tưởng sửa xe ở bên cháu ạ. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Cảm ơn cháu.